Quay đây. Chưa rửa mặt à? Chưa. Gì? 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 Ở đây mưa nhiều lắm mà sông ngập hết rồi. Đúng rồi. Nước ở sông nó tràn lên đấy. Ngày 30 Tết năm 2022 chuẩn bị sang 2023. Cái cây kia được phủ rêu cả, thấy không? Cây cổ thụ ấy, cây đấy mà 45-15 mà tuổi đời nó lâu lắm, từ thời các cụ. Thì cậu ơi, vì thằng Ngọc ấy. Thằng Ngọc từ nào? Ba mươi Tết đấy, hôm nay ngày 30 Tết đấy, phải chuẩn bị đi để có đi chợ Tết. Thế nó mới cổ kính. Ở trên đây là mới có nhiều, ở dưới đây thì nó cứ như lá. Lúc đấy con phải chịu, lúc đấy con xin ở nhà tại chỗ kia ấy.